Xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương đang quay trở lại với chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ thực hiện, được phát trên các nền tảng website, fanpage, YouTube Alo Bác sĩ. Thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện chuỗi chủ đề có tên gọi là F0 trẻ em bị đau đầu, khó ngủ, phụ huynh phải làm gì? Và người đồng hành cùng với tất cả chúng ta, Thanh Gáp xin phép được trân trọng giới thiệu có bác sĩ Trần Hữu Khanh, Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội truyền nhiễm thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng ạ, Thanh Gáp xin được kính chào bác sĩ Khanh. Xin chào Thanh Ráp, xin chào chương trình Alo Bác sĩ, xin chào tất cả mọi người. Dạ, thưa bác sĩ Khanh, trước khi có dịch Covid-19 thì trường hợp trẻ em bị đau đầu, khó ngủ thường xuyên là do nguyên nhân gì ạ? Trẻ em á, nếu mà đau đầu, khó ngủ thường xuyên á, cái ban đầu mình phải hình dung nhất á, là cái sinh hoạt của trẻ. Đặc biệt là trẻ ngủ không đủ, đặc biệt là trẻ sử dụng cái công nghệ TV rồi máy tính bảng quá nhiều. Và cũng có trẻ thì trước khi đi ngủ vận động quá mức, xem tivi quá lâu thì trẻ sẽ khó ngủ. Tuy nhiên nếu mà mình điều chỉnh được như cái đó thì nó sẽ tự hết, nhưng mình điều chỉnh nó vẫn không hết thì có thể trẻ đó là những trẻ rối loạn giấc ngủ, hoặc có trẻ cũng có bệnh có làm cho nhức đầu, ví dụ như viêm xoang, thì cái đó mình phải đi khám mình mới biết được sâu hơn là cái nhức đầu là do cái gì. Dạ vâng. Dạ thưa bác sĩ Khanh, gần đây thì nhiều phụ huynh có con là F0 cho biết là trong giai đoạn bị bệnh và cả sau khi âm tính rồi thì trẻ vẫn bị đau đầu, khó ngủ. Xin phép bác sĩ Khanh có thể chia sẻ một vài cách để mà khắc phục cho các trẻ ạ. Đặc biệt cái đợt mà Omicron này đó thì có những em nó sốt cao, nó đau đầu gì đó. Nhưng mà rồi khoảng chừng 48 tiếng, 36 48 tiếng hết, và thậm chí ói nữa, làm cho người phụ huynh rất là sợ. Là không biết nó có bị cái gì ở trong đầu, bị não hay không. Nhưng mà đa số là hết. Tuy nhiên có một số trường hợp á, là sau khi mà em bé mà nó mắc bệnh đó mà, thì đa số là phụ huynh là rất là cưng chiều. Trẻ thích cái gì cho làm cái đó. Thậm chí là cho coi tivi thật là nhiều, cho coi máy tính bảng để mà lúc nghỉ ngơi không biết làm gì, rồi bị nhốt trong phòng, bị cách ly. Thì trẻ cứ làm thực hiện những cái đó, rồi cuối cùng trẻ lại đêm xuống cái lại không đau đầu, không ngủ được, rồi ngủ không ngon giấc. Giật mình hoài thì phụ huynh phải điều chỉnh cái đó lại. Hoặc là có một số trẻ đó khi mà bị Covid đó, thì mình lại cho trẻ uống quá nhiều thuốc thì nó sẽ nóng trong người, nó không có ngủ được. Hoặc là mình cho việc sử dụng vitamin C mà mình là chống buổi tối thì trẻ cũng sẽ không ngủ được. Thì cái đó mình phải lưu ý để xem là trẻ có những yếu tố đó hay không. Và cũng có một số trẻ thật sự là nhức đầu thật, thì nhức đầu sẽ khó ngủ, rồi khó ngủ sẽ nhức đầu. Nếu mà trẻ nhức đầu thì mình nên cho trẻ uống thuốc để trẻ được ngủ yên hơn. Hoặc là những cái trẻ thì nó nghẹt mũi, nó nằm xuống nó nghẹt mũi, nó không ngủ được. Hoặc nó ho quá nó không ngủ được, thì mình phải giải quyết cái nghẹt mũi và ho đó thì trẻ mới ngủ được. Và bởi vì trẻ không ngủ được thì sáng sau trẻ lại nhức đầu. Dạ, thưa bác sĩ Khanh, người lớn mà của chúng ta, nếu mà khi đau đầu thì có thể dùng thuốc paracetamol. Còn đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi thì có thể dùng paracetamol để trẻ giảm bớt cơn đau, dễ ngủ hơn hay không ạ? Thật ra thì trẻ em thì sử dụng thuốc giảm đau hạ sốt cũng giống như người lớn thôi. Chúng ta vẫn có thể sử dụng paracetamol. Có điều rất là lạ là phụ huynh thì cứ nghĩ là paracetamol nói cho em là chỉ để hạ sốt thôi. Nhưng mà không phải vậy. Paracetamol nó vẫn có tác dụng giảm đau và hạ sốt. Cho nên nếu không cần sốt, không có sốt mà nhức đầu thì mình vẫn uống liều paracetamol vô để trẻ giảm đau đi và trẻ mới nghỉ ngơi được. Do vậy thì trẻ em có nên dùng thuốc ngủ từ thảo dược hay không ạ, thưa bác sĩ Khanh? Trong một số trường hợp mà quá đặc biệt á, quá đặc biệt á, thì chúng ta có thể sử dụng cái thuốc ngủ thảo dược. Và thậm chí nó hiện nay nó cũng có những cái loại mà melatonin để sử dụng cho trẻ em nữa, những cái viên kẹo á, thì mình vẫn có thể sử dụng được hai cái đó. Thường thường á, thì chúng ta cũng ít khi nào mà cần thiết lắm, tại vì cái bệnh mà Covid cho trẻ em á, thì trẻ thì nó ít suy nghĩ lung tung, nó ít bị stress, cho nên mình chỉ cần điều chỉnh giảm đau cho nó và điều chỉnh cái chế độ sinh hoạt á, trẻ sẽ ngủ lại. Dạ, thưa bác sĩ Khanh, nếu trường hợp trẻ bị nhiễm Covid-19 mà phải cách ly điều trị tại nhà, nếu mà sau bao nhiêu ngày mà tình trạng của trẻ không cải thiện thì chúng ta nên đưa trẻ đến bệnh viện à? Chúng ta nhớ là khi mà mình điều trị chăm sóc cho em tại nhà đó, thì có những lúc chúng ta cũng phải tham khảo ý kiến của bác sĩ, những lúc chúng ta phải trở về đi khám bệnh. Và tôi thấy là rất là lạ là có một số phụ huynh thì rất là ngại trẻ chở trẻ ra đường ngoài đường. Mình có thể đi xe cá nhân, hoặc là bây giờ thì mình đi xe công nghệ hay gì đó, mình mang khẩu trang, chứ bây giờ làm sao mà mình để trẻ ở nhà được. Khi mà chúng ta thấy trẻ mà sốt quá 48 tiếng mà vẫn còn sốt cao thì chúng ta lên hệ y tế. Hoặc chúng ta thấy nó ly bì, nó không đánh thức được
ly bì khó đánh thức, nôn ói tất cả mọi thứ, rồi co giật hay là thở khó, thở nhanh, thì chúng ta nên hình dung là trẻ của mình có thể nó có diễn tiến nặng hơn. Và đặc biệt chúng ta vẫn phải đo cái nồng độ oxy trong máu. Nếu mà nồng độ oxy trong máu là dưới từ 95 đổ lại, phải cẩn trọng coi lại, nếu mình đo lại xem coi nó có đúng như vậy không. Nếu mình đo đúng chính xác rồi mà dưới 95 thì nên đi bệnh viện. Dạ, giờ thưa bác sĩ Khanh, ngoài vấn đề COVID-19 thì hậu COVID-19 cũng là một vấn đề mà các phụ huynh chúng ta rất là quan tâm. Vậy thì bác sĩ đánh giá như thế nào về hội chứng hậu COVID-19 ở trẻ em, cũng như là số trẻ em gặp tình trạng này có nhiều hay không và triệu chứng nào là phổ biến nhất ạ? Thông thường đối với triệu chứng hậu COVID của trẻ em á thì nó không giống người lớn. Người lớn thì nó rất là nhiều cái hội chứng như là mất hứng thú khi làm việc, rồi ho kéo dài, rồi đau nhức kéo dài. Nhưng mà trẻ em nó không có những cái hội chứng đó đâu, mà nó chỉ có thể là có ho, ho sau đó thì có thể là nó bị suyễn hay là nó tiếp tục viêm phế quản. Nhưng trong trẻ em người ta hay nhắc tới cái hội chứng là viêm đa đa hệ thống, đa cơ quan sau khi bị COVID thì người ta gọi là MIS-C. Nhưng mà cái điều may mắn hiện nay đó thì cái tỷ lệ MIS-C thật sự ở trẻ em nó rất là thấp, có thể là 2-3 ngàn, 5-7 ngàn đứa mới có một đứa. Và đặc biệt một cái nữa đó là sau khi chủng Omicron tới ở nước ngoài thì người ta thấy rằng cái hội chứng MIS-C này gần như biến mất, không thấy nữa. Và cái hội chứng này không phải tự nhiên mà nó đang đứa nhỏ đang chơi bình thường mà có thể gọi nó hội chứng MIS-C, nó lăn đùng ra nó nặng được. Thì trong tiêu chuẩn của hội chứng MIS-C là trong vòng từ 2 tuần tới 6 tuần sau khi hết bệnh mà trẻ có sốt, thứ nhất là phải có sốt và cộng thêm một số triệu chứng khác, ví dụ như là nó lở miệng, nó nổi ban ở ngoài da, rồi nó tiêu chảy nôn ói, rồi khó thở, rồi đau bụng đó, thì những cái đó nó phải có sốt nữa thì chúng ta mới đi, và trong vòng 6 tuần thôi, chứ còn nó đã quá 1,5 tháng rồi thì mình không thể nói nó là hội chứng nó được. Dạ. Dạ thưa bác sĩ Khanh, trước khi khép lại chương trình thì xin phép nhờ bác sĩ Khanh có thể đưa ra hướng dẫn cho các phụ huynh chăm sóc con là F0 để hạn chế tình trạng hậu COVID-19 được hay không ạ? Thật sự ra cái chăm sóc F0 cho em rất là đơn giản, nó cũng giống như là trẻ sốt siêu vi, nó cũng giống như là trẻ viêm hấp trên thôi. Chúng ta có triệu chứng gì chúng ta theo dõi triệu chứng đó, chúng ta làm cái chuyện cho trẻ ăn đủ chất, ngủ đủ giấc, sinh hoạt điều độ, uống đủ nước, và không cần thiết phải xài kháng sinh hay là kháng viêm khi không có chỉ định. Nếu trẻ có những cái bất thường, khó thở, thở nhanh, SpO2 dưới 95 hay là trẻ co giật tím tái, ly bì khó đánh thức thì lúc đó chúng ta có thể mang trẻ đến bệnh viện. Ngoài ra chúng ta có thể liên hệ với một cơ sở y tế nào đó để tư vấn thêm. Dạ vâng ạ, cảm ơn những thông tin chia sẻ rất hữu ích từ đầu chương trình tới giờ của bác sĩ Trần Hữu Khanh. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi mà bác sĩ Trần Hữu Khanh chia sẻ cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.